chào tất cả các bạn cùng đến với kênh Y Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 18 câu 21 đến chương 19 câu 1 của ngày thứ năm thuộc tuần thứ 19 mùa thường niên và bài suy niệm sau đây. Bây giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bây giờ tên đệ tử ấy sắp mình xuống bái lại: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đệ tử ấy liền chặn lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra bên ngoài, tên đệ tử ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho ta. Bây giờ người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho người, vì người đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người liền rời khỏi miền Galilee và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Lời của tin mừng. Ngợi khen Chúa Kitô. Các bạn thân mến, sự liên lạc giữa con người với con người theo tin mừng Thánh Matthew được gắn liền như sự liên lạc giữa con người với Thiên Chúa. Tin mừng Thánh Matthew đã nhấn mạnh rằng điều mà ngươi làm hay xúc phạm đến cho một người anh em cũng đều có một ảnh hưởng liên hệ không nhỏ đến cả cộng đoàn nữa. Thưa các bạn, từ những suy niệm đó để chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của sự tha thứ là gì. Tha thứ được ví như là thuốc giải độc trường kỳ đối với những điều xấu xa, hay gọi là tội lỗi. Tội lỗi làm tiêu tan mối tình thân giữa anh em và đồng thời phá hoại tình nghĩa giữa Thiên Chúa với con người. Sự tha thứ tái lập lại và xây dựng lại mối tình ấy, bởi đó sự tha thứ luôn cần thiết và vô giới hạn. Thưa các bạn, điểm chính yếu trong bài tin mừng hôm nay nằm trong câu vắn tắt sau đây: Sao anh không thương lấy người anh em ngươi như ta đã thương anh? Câu hỏi này thật thấm thía. Cách sống tha thứ theo lời mời gọi tin mừng, thưa các bạn, không phải là sống ướt át, sống cầu an, nhưng đòi hỏi một sức thiêng liêng cao cả, vượt xa mọi phương kế của con người. Tất cả chúng ta được Chúa tha thứ vô giới hạn, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho người anh em hay chị em vô giới hạn. Nếu chúng ta chưa tha thứ được, đó là vì chúng ta giống người tôi tớ tồi tệ kia, quên ơn, vô ơn và trục lợi lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính mỗi người chúng ta được Thiên Chúa tha thứ trước. Tha thứ tất cả và luôn luôn sẵn sàng tha thứ. Nếu chúng ta không sẵn sàng tha thứ cho nhau, chúng ta sẽ tự biến mình trở thành bất xứng với ơn tha thứ đã lãnh nhận. Như chính Chúa Giêsu đã nói,
Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đây chính là một trong những lời nguyện xin trong kinh lạy cha mà chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần trong ngày và nhất là trong mỗi thánh lễ. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Các bạn thân mến, tha thứ là một điều không mấy dễ dàng chút nào, phải không các bạn? Tôi xin đăng cử một câu chuyện sau đây để giúp chúng ta suy niệm sâu xa hơn. Con trai Scarlett Lewis, yes, đã bị giết trong năm 2012 khi Sandy Hook xả súng vào trường tiểu học, vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Lúc đầu cô cho biết cô cảm thấy như đất trời sụp đổ trước mắt mình. Cô đã giận dữ với các game bắn súng và căm giận muốn giết chết kẻ xả súng để thế lại cho mạng con của mình. Nhưng cô đã lựa chọn sự tha thứ. Cô ấy nói không phải dễ dàng để tha thứ cho kẻ gây ra điều khủng khiếp cho mình. Nhưng nó bắt đầu với một sự lựa chọn và sau đó đã trở thành một quá trình. Bà kêu gọi mọi người đến dự tang lễ của con mình là Jesse, là hãy thay đổi những suy nghĩ tức giận bằng sự tha thứ để có thể thay đổi thế giới. Thưa các bạn, tha thứ là thể hiện cao cả nhất của tình yêu và yêu thương đồng nghĩa với trao ban. Chính Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu trao ban trọn vẹn đó khi bị treo trên thập tự giá. Ngài đã tha thứ cho những kẻ ngược đãi Ngài. Đó là nét cao cả nhất mà chính Thiên Chúa Cha đã thực hiện qua con của Ngài. Cử chỉ tha thứ, con người như cảm thấy mình được tái tạo, sống lại, và đó là ơn ích cao trọng nhất mà Chúa Giêsu đã mang lại cho nhân loại. Hay nói một cách khác, mỗi một hành động tha thứ là một cuộc phục sinh. Lạy Chúa, tha thứ là điều khó khăn nhất trong cuộc sống. Nếu không có ơn Chúa, con không thể thực hiện được nghĩa cử tha thứ cho anh em. Xin Chúa ban cho chúng con biết vượt qua những trở ngại để thực thi sự tha thứ và không ngừng cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trên những video clip sắp tới của tôi. Chúc các bạn thêm một ngày mới được tràn đầy an vui.